X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Hỏi Đáp Đồng Hồ. Danh Hùng và Ngọc Dương rất là vui khi gặp lại các bạn với những số phát sóng đều đặn của chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi trong ngày hôm nay. Bạn Thành Nguyên, bạn ấy hỏi rằng là: cho em hỏi nếu cùng tầm giá 4 triệu, máy pin thiên về độ bền, thì DW và Orient cái nào sẽ chiếm lợi thế hơn? Thực ra là DW và Orient nếu mà đều là máy pin cả, đúng, thì cũng sẽ đều bền như nhau. Và cũng sẽ đều bền bởi vì là DW thì nó cũng sử dụng máy Nhật mà Orient cũng vậy thôi. Đấy, nên là mình nghĩ là về độ bền là như nhau. Đấy, chẳng qua là mình đưa cái câu hỏi này vào đây để chúng ta phân tích xem là bây giờ máy pin và máy cơ thì máy nào sẽ bền hơn. Đấy, bình thường là những cái đồng hồ mà nó chạy máy pin ý, thì nó sẽ có độ nguyên khối nó cao hơn, nó sẽ bền hơn, chống va đập tốt hơn. Giả sử như chúng ta rơi xuống này, có thể là nó sẽ không bị long những cái mắt xích ở bên trong ra, không long bộ máy ra. Tuy nhiên có một vấn đề của đồng hồ pin, đó là nếu mà hỏng hóc sửa chữa thì gần như chỉ có thay máy thôi, thay toàn bộ, thay toàn bộ luôn rồi. Còn đồng hồ cơ thì độ bền của nó sẽ kém hơn, chắc chắn luôn. Nếu mà chúng ta rơi thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là xót xa. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy Roger Federer đeo đồng hồ Rolex để đánh quần vợt hay chưa? Đấy, chỉ trừ khi có một số những cái đồng hồ cơ mà nó rất đặc biệt, kiểu như là Richard Mille, nó có một cái cách thiết kế riêng dành cho cái việc độ bền với cả chống va đập, thì chúng ta có thể nhìn thấy Rafael Nadal đeo đồng hồ Richard Mille để mà đánh quần vợt. Tôi nghĩ rằng là chắc là cái đấy là liên quan đến hợp đồng quảng cáo. Tôi cũng nghĩ là thì người ta mới phải đeo. Tôi cũng xem trận đấy, đợt vừa rồi là giải Mỹ mở rộng. Vâng. Tôi thấy Rafael Nadal đeo chiếc Richard Mille đánh thiên giam thi đấu, nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái hợp đồng họ phải bắt buộc phải đeo để thi đấu thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng vận động viên họ chuyên nghiệp rồi thì họ đeo bất cứ cái gì trên người họ thi đấu, họ sẽ không có trạng thái thoải mái tốt nhất, đúng không? Rồi. Và nhớ đâu là mà chúng ta cũng có kiểm chứng được là sau trận đấu đó cái đồng hồ đó nó còn nguyên vẹn hay không. Vẫn thấy đeo thôi chứ còn thấy không biết là đúng hay là sai nữa, đúng không? Đấy. Đấy thì nói chung là về độ bền thì chúng ta là của bền tại người mà. Vâng. Thì chúng ta vẫn nên dùng một cách nó giữ gìn, chứ còn nếu mà dùng gọi là dùng như phá thì có bền mấy thì nó đến lúc nó hỏng thôi. Đúng còn rồi. Với câu trả lời này của bạn thì nhưng mà có một ý tôi muốn bổ sung, bởi vì là bền ấy, về máy móc ấy thì anh Dương nói là như nhau thì tôi đồng ý, nhưng nếu mà về ngoại hình nhá thì DW là một chiếc đồng hồ nó có cái tính thẩm mỹ cao, chính xác, cho nên khi chỉ nó xây xước một chút xíu thôi ấy, thì nó sẽ bị giảm đi cái thiện cảm của ta dành cho nó, bởi vì ta mua nó vì nó đẹp mà, vì nó đẹp, thế đúng khi rồi. Mà nó không còn được nguyên vẹn như đầu nữa thì nó sẽ bị giảm đi cái điểm trong mắt chúng ta. Thế còn Orient hay Seiko hay Citizen ấy, thì nói gì thì nói nó vẫn mang một cái gì ấy, nó cứng cáp hơn, đúng rồi. Đấy, về mặt ngoại hình ấy, cho nên nó có xây xước một chút thì ta vẫn thấy nó ổn. Đấy thì đấy chỉ là cái đóng góp thêm của tôi thôi. Vâng, nhưng mà chính giả trong cái tầm giá này là các bạn ấy hoàn toàn có thể cố lên một tí, cố lên 1 triệu nữa là chúng ta đã có thể mua được Tissot rồi. Đúng rồi. Kính thì kính Saphir thương hiệu tốt hơn, rồi là máy thì là máy quát của Thụy Sĩ, đúng không nào? Đấy. Nhưng mà thực ra tại vì DW họ cũng làm quá là tốt đi. Ừ. Họ có một cái thiết kế mà riêng khiến cho rất là nhiều người thích, thì đó cũng là một cái sự thành công của hãng này. Rồi, tiếp theo là bạn Long Nguyễn, bạn ấy hỏi rằng là: chào hai anh, cho em hỏi em muốn mua một chiếc đồng hồ Orient cơ tầm giá 4 triệu với dây da không. Cổ tay em khá là bé. Cảm ơn anh. Thực ra là mình tìm mãi không thấy cái đồng hồ dây da nào mà mình phải tư vấn đồng hồ dây kim loại, bởi vì sao? Vì dây kim loại chúng ta cũng rất dễ dàng để có thể độ lên dây da được. Cái đồng hồ này thì giá của nó chưa đến 4 triệu, nó rơi khoảng 3,5 triệu thôi. Và cái số tiền còn lại bạn hoàn toàn có thể mua thường mấy cái dây da cũng được. Đúng rồi. Nếu mà cái số đen như thế này, mà số đen như này thì ta hoàn toàn có thể đeo dây da đen. Đúng màu rồi. Luôn. Dây da đen hoặc là nếu mà táo bạo thì có thể đeo dây da màu xanh thẫm một tí. Đúng rồi. Vì xanh với đen nó sẽ hợp với nhau. Đó, và cái mẫu đồng hồ mà tôi muốn giới thiệu cho bạn đó là mẫu đồng hồ Orient SEV 0C001BI. Thì cái mẫu đồng hồ này đầu tiên là nó chạy máy automatic cái đã. Tiếp theo nữa nào, mặt kính thì là mặt kính cứng thôi, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái size mặt này 38mm rất phù hợp với cả cổ tay của khá bé của đấy. Bạn đúng khá không? Bé nhưng mà khá bé. 38 chắc chắn là cỡ nhỏ nhất của nam rồi. Đúng rồi. Dường như hiếm những chiếc đồng hồ nhỏ hơn 38. Có thể là Seiko 5 quân đội 37 chẳng hạn, nhưng mà nó rất là ít, rất là ít. Đúng rồi. Độ dày sẽ rơi khoảng 10mm, kháng nước là khoảng 50mm, và nếu chúng ta để ý kỹ vào mặt đồng hồ này thì nó sẽ có là 3 kim và 2 lịch. Nó sẽ có một ô lịch rẻ quạt là lịch thứ ở góc 12 giờ. Đấy chính là điểm nhấn của chiếc đồng hồ này đấy. Đúng rồi, đây chính là
day date. Đó, nhưng mà day date này thì lại không giống với cả day date của Rolex. Nó không hiện số mà nó hiện chữ thì đúng, nó rất là đẹp, mà nó là một cái giải lịch dài, cho nên nó cũng tăng cái tính mềm mại và thẩm mỹ hơn trên mặt số đồng hồ. Đúng rồi. Đấy rồi. Mà tầm giá nó rất là dễ chịu, có 3,5 triệu hơn thôi thì đấy. Một chiếc đồng hồ rất là đẹp, máy cơ của Nhật. Rồi. Tôi nghĩ rằng đây là một chiếc đồng hồ hoàn toàn là bạn có thể là độ dày da. Quan tâm vào độ dây da được. Đấy, vâng. Chứ còn nếu mà một chiếc đồng hồ dây da không thì lại về sai mặt rồi về những thứ khác chúng tôi chưa thấy ưng ý cho lắm. Đúng rồi. Bạn Beta Kiên, chào hai anh, cổ tay em là 16 và em muốn mua một chiếc đồng hồ dây da tầm giá 2-3 triệu, mong hai anh tư vấn giúp với, em xin cảm ơn. Cổ tay 16 là cổ tay phù hợp với đại đa số người Việt rồi, nghĩa là bạn đeo size nào nó cũng hợp lý thôi. Thì trong tầm giá từ 2-3 triệu mình có một số những mẫu đồng hồ như này. Đầu tiên ý, là mẫu đồng hồ Orient FUTAH005W0, thì mẫu đồng hồ này có một cái mặt số hình chữ nhật, anh Hùng thấy không ạ? Và rất là nhiều các cái ô cửa lịch ở hiển thị ở trên này. Đây, cái đồng hồ này thì chạy máy quát của Nhật này. Kính thì là kính cứng thôi, mặt thì là mặt hình chữ nhật rồi đấy. Kích thước của nó sẽ là 35 x 42 mm, vậy là có thể coi là nó xem là xe mặt khoảng 40. Đấy, độ dày sẽ rơi khoảng 10 mm, chữ nước là khoảng 30 mm, có dây da. Và đây là một cái đồng hồ mà tôi nghĩ rằng là sẽ phù hợp với những bạn nào mà cá tính, thích một cái sự khác biệt so với phần còn lại. Đúng đôi rồi. Khi chúng ta không thích đồng hồ tròn, chúng ta đeo một đồng hồ vuông thì sao, đúng không nào? Bởi vì mọi người sẽ thấy rằng cái chiếc đồng hồ này ấy, nhìn vào các chi tiết ấy, chúng ta sẽ thấy được một cái sự hoài cổ. Đúng rồi, đấy, hoài cổ. Nó có một cái gì đấy trông nó hơi hướng liên quan đến chiếc chiếc đồng hồ SK mặt lửa ấy. Nó có cái nét giống như thế đấy, màu bạn, trắng ngà đúng đấy. Rồi một cái màu trắng ngà, một cái những cái chi tiết nó làm cho chúng ta liên tưởng đến những cái gì liên quan đến quá khứ. Thì một là những người nào mà đứng tuổi sẽ đeo, hai lại là những cái bạn rất trẻ. Đúng rồi. Hai là những bạn rất trẻ mặc theo phong cách retro đấy, tức là một cái gì rất là giống những thập niên 70-80 của thế kỷ trước ấy. Đấy. Đúng thì rồi. Họ đeo vào thì trông nó rất là đẹp, thì tôi nghĩ rằng đấy sẽ là hai cái mẫu hình ảnh nó liên tưởng ra, đeo đồng hồ này sẽ ok. Thế còn nếu không ấy, thì bạn sẽ sử dụng một cái chiếc nữa là chiếc Orient FUNF2008W0. Chiếc này thì nhìn một cái luôn ta sẽ thấy rằng nó rất là tin. Rất là tin. Bởi vì số nó lại làm vừa theo dạng Arab, lại vừa theo làm hơi gọi là nghiêng đấy. Đấy thì bạn nhìn thấy trông nó sẽ rất là giống đồ học sinh. Đúng, nó rất là giống đồ học sinh. Thì tôi nghĩ rằng những bạn nào tuổi teen đeo sẽ hợp. Ví dụ như là các bạn đang học cấp 3 hoặc những bạn vừa lên đại học thì đeo sẽ rất là ok với cái sản phẩm này. Đó, còn và một sản phẩm tiếp theo nữa, nó có thể coi là huyền thoại đi. Orient Babino. Đó. Cái mẫu đồng hồ Orient, cái mã hiệu là FUG1R009W6. Thì mẫu đồng hồ này 3 kim, 2 lịch, số la mã, mặt kính cong và kim là kim sơn thôi. Kim sơn xanh, nhưng mà được cái là cái kim của nó, anh Hùng có thể nhìn thấy là nó làm rất mỏng luôn. Đấy, đúng không? Kim vuông nhưng mà nó làm rất là mỏng luôn. Và tôi thấy là mẫu đồng hồ này cũng là hợp lý chứ, đúng không nào? Thực ra là chiếc này thì phải nói là ví dụ như trong cái độ tuổi của tôi với anh Dương có lẽ sẽ thích chiếc này nhất. Đúng rồi. Bởi vì nó rất là đứng đắn, nó chững chạc mà trông lại thanh lịch và hiện đại nữa, đúng không nào? Vâng. Thì không biết rằng là với ba phong cách trên thì bạn sẽ là người thích phong cách nào, thì bạn hoàn toàn có thể là tìm hiểu và comment bên dưới luôn nhé, để cho chúng tôi biết rằng những cái lời tư vấn của chúng tôi đã giúp ích được phần nào dành cho bạn. Và nếu mà bạn lại tìm một chiếc đồng hồ khác nữa thì cũng có thể trò chuyện với chúng tôi luôn để chúng tôi biết được rằng là phong cách như vậy. Và cuối đi, khép lại, tôi sẽ đề cử thêm một chiếc nữa. Chiếc này thì tôi đề cử bằng tính chất là tham khảo, bởi vì tôi thấy rằng nó là một chiếc đồng hồ rất là lạ. Đấy, lạ thì nó sẽ bao giờ có hai mặt, ai thích thì rất thích, mà ai không thích thì sẽ cảm thấy nó rất là xấu. Nó một cái gì rất là dị. Đấy, là chiếc Seiko SUR216P1. Đấy, vâng. Các bạn nhìn thấy đây, cái thiết kế này trông rất là lạ mắt, đúng không nào? Với một cái màu vàng rất là nổi kết hợp với bộ dây da nâu. Đấy thì nó tai của dây thì rất là to. Đấy, đấy nó bao trùm ra ngoài cả cái mặt số luôn. Đấy thì tôi thấy rằng đây một chiếc đồng hồ mà rất là lạ, tôi muốn mang đến đây. Thì tôi tại vì rõ ràng cũng có cái nét đẹp của nó chứ không phải không. Đấy thì tôi thử mang lên đây xem các bạn nghĩ thế nào về cái sản phẩm này, có thể cũng là phù hợp với bạn thì sao. Đấy, chiếc này thì là 42 mm, độ dày là 11,22. Nó cũng là máy quát. Đấy, 3 vâng. Kim với cả một lịch ngày ở vị trí 3 giờ. Đấy. Tiếp theo nhé, bạn Tùng Hà Văn, bạn hỏi rằng là hai cho em hỏi, trong tầm giá tiền của chiếc đồng hồ Orient Star Moon Face thì nên chọn mua em nó không, hay là nên chọn một mẫu tới từ Thụy Sĩ với cùng giá tiền đó? Câu hỏi này rất là hay. Bây giờ bạn sẽ xem là bạn có thực sự cần cái tính năng Moon Face hay không. Moon Face là nó mang tính chất là trang trí là nhiều, chứ mang tính chất thực dụng gần như không có.
Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì là Moon Phase là lịch tuần trăng, nghĩa là lịch âm lịch. Lịch âm lịch ý, bình thường là nó có tháng thiếu, tháng đủ. Nó cũng không biết là tháng này thiếu hay tháng này đủ, cũng không. Và cái hình hiển thị lên là hình biểu tượng, và nó không biết là chính xác là ngày hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch. Khi mà chúng ta xem và chúng ta áng chừng được áng chừng, đúng không? Thì rất là khó thì mà biết là chính xác ngày đấy là ngày bao nhiêu. Đấy, chứ nó không giống như kiểu là lịch dương lịch thì chúng ta nhìn dễ quá. Hoặc là ví dụ như Sun and Moon đi, chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng là bây giờ là sáng hay là bây giờ là tối để chúng ta có thể chỉnh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bạn Tùng Hà Văn cũng có lẽ là hiểu chuyện đấy. Nhưng mà có lẽ bạn ấy vẫn phân vân, bởi vì bạn ấy thấy rằng là Orient Star Moon Phase thì đẹp quá. Đấy, mà nó nhưng mà nó chỉ là đồng hồ Nhật thôi. Trong khi cùng tầm giá tiền nó thì đã có thể sở hữu những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ khác. Thì ý dường như nào? Ý của tôi là như này này, nếu mà chúng ta không quá để ý đến cái tính năng Moon Phase, bởi vì Moon Phase mang tính chất là trang trí. Nhưng các bạn hãy hiểu rằng là thương hiệu của đồng hồ chính là cái trang trí tốt nhất ở trên cổ tay của chúng ta. Đúng không? Đó là một cái hiểu rất là hay. Nếu bây giờ bạn đeo một cái chiếc đồng hồ Ferris Constant, hoặc là bạn đeo một đồng hồ Tissot đi, ở trong thì bản thân cái tên đó, đúng không? Đúng rồi ạ. Nó đã khác là Orient Star rồi, đúng không ạ? Đấy, mặc dù là Orient Star là cái dòng cao cấp của Orient đấy nhá, chứ tôi không nói là Orient Star là kém gì đâu nhá. Đấy, nếu thì chúng ta sẽ bỏ đi cái Moon Phase, nhưng mà chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ được là máy Thụy Sĩ này. Đấy, thậm chí là máy ETA nếu chúng ta sử dụng cái đồng hồ Tissot, đúng không nào? Đấy, chúng ta sẽ được một cái sản phẩm mà nó có mức độ hoàn thiện tôi đánh giá là sẽ tốt hơn. Đó. Và về cái việc sửa chữa nhá, nó sẽ dễ dàng hơn, vì rõ ràng ít chức năng hơn thì việc sửa chữa nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ giả sử tính năng Moon Phase nó bị hỏng sao, nó sẽ sửa chữa rất là khó khăn và rất là đắt tiền, đúng không nào? Đấy. Đấy cũng là một cái hiểu. Thế còn như góc độ của tôi lại thấy rằng là Orient Star Moon Phase thì nó lại mang một cái tính biểu tượng của thương hiệu. Bởi vì rõ ràng là một chiếc đồng hồ Nhật có tính năng Moon Phase là thuộc dòng Orient Star nữa, thì với những ai mà am hiểu đồng hồ ấy, thì họ cũng hiểu rằng đấy là một chiếc đồng hồ chất lượng. Đúng chứ rồi. Không phải là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ theo tầm trung. Đúng rồi. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là hai góc độ của chúng tôi mỗi người có một cái ý. Cho nên nói gì thì nói, để mà bảo là có nên đổi sang Thụy Sĩ hay không ấy, thì chúng tôi cũng không dám khuyên bạn là có hay không. Nhưng chúng tôi sẽ bày ra đây những cái quan điểm của chúng tôi để bạn lựa chọn xem. Với anh Dương có lẽ tôi hiểu rằng anh ủng hộ quan điểm là có thể sở hữu chiếc đồng hồ Thụy Sĩ sẽ ok hơn, đúng không nào? Vâng. Tôi thì tôi nghĩ rằng là nếu bạn thực sự cảm thấy chất và quan tâm đến cái vẻ đẹp của Orient Star Moon Phase thì bạn nên giữ cái quyết định này. Vâng. Mỗi người có một ý kiến thì bạn quan điểm thế nào thì có thể hồi đáp lại với chúng tôi để chúng tôi có thể chia sẻ với bạn nhiều hơn. Câu hỏi tiếp theo này, bạn Hiếu Nguyễn bạn hỏi rằng là cho mình hỏi đồng hồ sau khi mà tháo ra sửa thì có giữ được độ chính xác chống nước như ban đầu hay không? Xin cảm ơn. Rồi, một câu hỏi rất là hay và cũng rất là nhiều bạn đã hỏi rồi. Các bạn tưởng tượng bây giờ đồng hồ nó khác rất nhiều so với điện thoại. Nếu bây giờ bạn đang sở hữu một chiếc điện thoại có khả năng kháng nước đi, nhưng mà chiếc điện thoại này của tôi thì không có. Đấy, nhưng tôi cứ lấy ví dụ thôi. Nếu bây giờ bạn thay pin cho nó, bạn tháo ra thì bạn sẽ phải tháo hết những cái gioăng cao su kháng nước ở đây, và sau khi người thợ lắp lại thì nó sẽ không thể zin như ban đầu được. Tuy nhiên các bạn chú ý đó là với đồng hồ ấy thì có một số những loại đồng hồ nó không cần có gioăng cao su kháng nước mà nó là gen luôn, nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta mở cái đáy đồng hồ ra và cái độ khít của nó rất là cao luôn. Đấy là về khả năng kháng nước là không vấn đề gì cả, không cần phải lo lắng gì cả. Và chưa kể là với những cái nơi ví dụ như Equat nhá, thì họ luôn có một cái máy là cái máy kiểm tra độ chính chống nước. Đúng rồi. Đấy, họ sau khi họ tháo đồng hồ ra, họ sửa chữa xong, họ lắp lại thì họ sẽ cho xuống cái máy đấy, cái máy đấy nó sẽ nhúng nước. Đúng đấy, rồi. Và nó sẽ đo được luôn xem là bạn như ban đầu hay không. Chính xác. Thì đấy là những con số mà hiển thị một cách rõ ràng luôn, chứ nó không phải định tính nữa. Đúng rồi. Rất là cụ thể để xem là chúng ta nó còn như ban đầu hay không. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà bạn đi sửa chữa ở những cái nơi mà đã yên tâm rồi thì bạn không phải lo vấn đề đấy. Đúng thế rồi. Còn đương nhiên là nếu mà trong quá trình lắp đặt, tháo lắp mà họ làm không cẩn thận, mà những cái người thợ tay nghề không cao, thì hoàn toàn có cái khả năng là cái độ chống nước nó bị giảm đi. Cái đúng điều rồi. Đấy là hoàn toàn là có thể xảy ra. Đấy, thì hy vọng rằng là khi mà bạn có nhu cầu mang đi sửa chữa thì bạn cũng cân nhắc cái vấn đề này để có một cái sự yên tâm cho mình, chứ không phải mình đi mua mình mất tiền rồi mình vẫn có sự lo lắng trong lòng, thì cái điều đấy rất là dở. Đúng rồi. Cảm ơn tất cả các câu hỏi của các bạn đã gửi về cho chúng tôi trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng là trong những số tiếp theo chúng tôi vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số hỏi đáp đồng hồ tiếp theo. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi.